Trước đây khi nhắc đến Bạc Liêu thì nhiều người thường liên tưởng đến các giai thoại xoay quanh công tử Bạc Liêu hay nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Còn ngày nay đến với mảnh đất phương Nam này, du khách còn có thêm một trải nghiệm mới. Quý khán giả hãy ngồi lại cùng với Nhật Minh và Phương Liên để tìm hiểu đó là gì nhé. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng mới. Số ca mắc Covid-19 trên cả nước ghi nhận ngày càng nhiều. An Giang tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu. Nắng nóng nghiêm trọng khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 40 người nhập viện khi tham dự một sự kiện tại Ấn Độ. Thu nhập 250 triệu đồng một năm nhờ mạnh dạn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây táo hồng. Thưa quý khán giả, số ca mắc mới Covid-19 trong nước đang có chiều hướng gia tăng. Điều này cho thấy Covid-19 vẫn đang hiện hữu và diễn biến khó lường, cần tiếp tục đề cao cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, thì chỉ trong ngày hôm qua, số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 1.000 ca. Đây là ngày có ca mắc Covid-19 cao nhất trong gần 6 tháng qua. Cụ thể, cả nước ghi nhận tới 1.031 ca mắc Covid-19 mới, có 14 trường hợp phải thở máy. Bộ Y tế cảnh báo dịch đang có nguy cơ lây lan, bùng phát trở lại và yêu cầu người dân không được chủ quan. Cùng với đó, người dân nên tham gia tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19. Theo kế hoạch tiêm chủng của Bộ Y tế vừa được công bố, cả nước sẽ tập trung ưu tiên vào tiêm vaccine bảo vệ nhóm có nguy cơ cao. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá người đã tiêm vaccine hầu hết đều có miễn dịch. Nhờ đó, các trường hợp mắc COVID-19 có biểu hiện nhẹ hơn. Tuy đặc tính hiệu quả của vaccine trong phòng chống lây nhiễm với biến thể Omicron còn hạn chế, nhưng khả năng phòng chuyển nặng, nhập viện, tử vong thì hiệu quả. Theo kiến nghị mới, việc tiêm chủng tập trung ưu tiên cho nhóm người cao tuổi, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai. Bởi nếu miễn dịch của nhóm này giảm, có nguy cơ cao dẫn đến chuyển nặng. Tăng cường công tác phòng chống không để dịch quay trở lại đang là quyết tâm của các địa phương. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản chỉ đạo các địa phương phải tăng cường giám sát dịch, đặc biệt tại các cửa khẩu, khu vực biên giới. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các sở ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động đối tượng tham gia tiêm chủng, nhất là nhóm có nguy cơ cao. Các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, tăng cường giám sát tại cửa khẩu biên giới, trong cơ sở y tế và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm COVID-19 và xử lý kịp thời. Cũng là câu chuyện về y tế nhưng là một tin vui cho các bệnh nhân tim tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Đặt stent là một trong những kỹ thuật khó dùng để điều trị hẹp mạch dành tim. Ở các nước có nền y học hiện đại thì các bác sĩ đã được sự hỗ trợ của robot để thực hiện các thủ thuật này. Không biết là ở Việt Nam chúng ta thì đã cập nhật những tiến bộ này chưa anh Nhật Minh? Sắp tới đây thì người dân cả nước sẽ được hưởng thụ kỹ thuật này khi mà bệnh viện SAS Cần Thơ đưa vào sử dụng robot Corindus hỗ trợ thực hiện các thủ thuật điều trị mạch dành. Được chẩn đoán là hẹp mạch dành tim cách đây một tuần, bệnh nhân 75 tuổi này là trường hợp đầu tiên thực hành lâm sàng trong đặt stent với sự hỗ trợ của robot Corindus. Toàn bộ quá trình thực hiện chỉ diễn ra trong vòng 40 phút, bệnh nhân được gây tê và hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi làm xong rồi tôi thấy tôi cũng khỏe, không có gì trở ngại hết. Rồi, cảm ơn cô, mấy chú, bác sĩ. Can thiệp bằng robot mình sẽ làm dựa hoàn toàn trên cái thông qua cái cánh tay của con robot thì nó không có những cái động tác của mình nữa mà nó sẽ biến thành những cái động tác của các cái nút đưa tới, đưa lui, xoay qua, xoay lại giống như là một em bé chơi game vậy. Đối với bác sĩ, robot Corindus là trợ thủ đắc lực để kiểm soát chính xác ống thông, dây dẫn, bóng và stent với sự trợ giúp của hình ảnh tích hợp cho các thủ thuật xâm lấn tối thiểu. Ngoài ra, can thiệp bằng robot sẽ giúp tăng khả năng đo đạc, tính toán chính xác tổn thương hẹp mạch máu để xác định đúng số lượng stent cần đặt. Đáng chú ý, độ chính xác của robot Corindus có thể đạt đến từng mm, đồng thời hỗ trợ bác sĩ chọn đúng kích thước stent vì đo được độ dài tổn thương trực tiếp trong lòng mạch. Điều này giúp giảm thiểu tối đa các biến chứng trong quá trình thực hiện thủ thuật. Với cái thiết bị này đó, chúng ta có thể điều trị được cho bệnh nhân với một cái chất lượng tốt hơn. Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn các thủ tục pháp lý, hành lang pháp lý cũng như
hướng dẫn các thủ tục để chúng ta có thể triển khai kỹ thuật này đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, tại Việt Nam chúng ta. Hy vọng rằng trong một tương lai gần thì cái thiết bị này cũng như là công nghệ này sẽ được Bảo hiểm Y tế Việt Nam chi trả một phần để giảm được cái gánh nặng cho người bệnh. Bên cạnh việc mở ra cơ hội cho người bệnh đột quỵ được chữa trị bằng kỹ thuật hiện đại, robot Corindus còn giúp các bác sĩ giảm nguy cơ bị ung thư và các bệnh lý khác. Kỹ thuật hiện đại này đã giúp Việt Nam có tên trên bản đồ ứng dụng robot trên thế giới trong lĩnh vực can thiệp mạch máu, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Khi thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử online sẽ có một bước gọi là định danh cá nhân để kích hoạt tài khoản. Phần mềm thực hiện định danh cá nhân bằng cách là quét khuôn mặt của người dùng, yêu cầu người sử dụng nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải, ngước lên hay là cúi xuống. Mặc dù có tính bảo mật cao, thế nhưng một số đối tượng vẫn dùng mọi thủ đoạn để lừa đảo bằng cách thông qua yêu cầu xác nhận khuôn mặt, lấy thông tin hình ảnh để vượt qua thủ tục định danh cá nhân, qua đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới mà Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo. Các đối tượng giả dạng cán bộ công an, thuế vụ và các cơ quan chức năng khác hoặc dùng công nghệ deepfake để giả hình ảnh và giọng nói người thân của nạn nhân thực hiện video call lừa đảo. Trong lúc video call, bằng nhiều thủ đoạn, đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân thực hiện nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải. Hình ảnh này được nhóm lừa đảo dùng để vượt qua thủ tục định danh cá nhân rồi mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Những tài khoản ví điện tử này sau đó sẽ được sử dụng vào mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Dài hơn 20 triệu đồng, không có khả năng chi trả, bị đòi nợ, hăm dọa nên một đối tượng đã nghĩ đến chuyện cướp ngân hàng. Chuyện tưởng như đùa nhưng vừa xảy ra tại Bình Dương. Cũng như bao vụ cướp ngân hàng khác, cuối cùng thì thủ phạm cũng phải đối mặt với mức án nặng và đối tượng Nguyễn Tấn Phát cũng không ngoại lệ. Thông tin từ Công an huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương, khoảng 11 giờ 30 phút hôm qua, Công an huyện nhận được tin báo của người dân là có người sử dụng súng cướp tiền của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Lực lượng công an phối hợp các đơn vị địa phương, nhân viên ngân hàng và người dân khống chế Nguyễn Tấn Phát ngay tại hiện trường. Lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng rulo, 6 viên đạn cùng ba lô chứa hơn 700 triệu đồng. Một xe con và một xe khách cùng lưu thông trên làn đường khẩn cấp rồi va chạm. Vụ tai nạn vừa xảy ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và được camera hành trình ghi lại. Thời gian xảy ra tai nạn vào khoảng 10 giờ sáng qua, khi một xe ô tô đang lưu thông trên làn đường số 2 cao tốc hướng về thành phố Hồ Chí Minh, đến km 33 thuộc địa bàn thành phố Tân An, do tránh xe đầu kéo phía trước nên ô tô đã chuyển hướng sang làn đường khẩn cấp. Cùng lúc đó, xe khách 16 chỗ đang lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý dẫn tới va chạm. Cú va chạm khiến xe khách lắc lư, hành khách một phen quảng chía. Thưa quý khán giả, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa cho biết đã tìm đủ 3,5 triệu mét khối cát trên tổng số 5 triệu mét khối cát cho hai dự án cao tốc đi qua địa bàn. Đó là hai dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ Hậu Giang và dự án cao tốc trục ngang Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Để tìm đủ số cát trên, vừa qua thành phố Cần Thơ đã làm việc với tỉnh An Giang và tỉnh này đã đồng ý dành cho hai địa phương là Cần Thơ và Hậu Giang khai thác hai mỏ cát có trữ lượng trên 7 triệu mét khối. Với số lượng dồi dào như vậy thì phần cát san lấp phục vụ cho các dự án cao tốc qua Cần Thơ cơ bản đã được giải quyết. Còn tại Bến Tre, sạt lở bờ biển đang diễn ra với tốc độ nhanh. Nhiều khu vực mỗi năm biển xâm thực lên đến 150 mét. Cuộc sống của hơn 10.000 hộ ven biển bị đe dọa trực tiếp. Thông qua số điện thoại đường dây nóng 0901-282-282, những ngày qua, chúng tôi tiếp nhận phản ánh của nhiều hộ dân tại Cồn Nhàng, huyện Ba Tri. Bà con cho biết thời điểm này thì sóng cao đánh trực tiếp vào bờ gây sạt lở rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh kế của bà con. Anh Huy vừa đầu tư gần 200 triệu đồng gia cố bảo vệ quán ăn, nhưng căn nhà vẫn khó trụ nổi trước những con sóng lớn. Nếu khu vực này không kịp thời được thi công kè bảo vệ, thì chỉ trong thời gian ngắn nữa, tài sản của gia đình anh sẽ đổ xuống biển. Nó quýnh bể bờ hết, không có còn buôn bán gì được, buôn bán phải lo lắng
năm nào cũng phải chi tiền vô đó, năm nào cũng phải bỏ tiền, bỏ của vô đó đang đắp lại cái bờ kè. Chỉ khoảng một năm trở lại đây, hàng chục hecta đất sản xuất của người dân Cồn Nhàn bị sạt lở nhấn chìm. Sinh kế của bốn thành viên gia đình ông Nghĩa Em phụ thuộc vào 4.000 mét vuông diện tích đất canh tác ven biển. Những ngày qua, lão nông này đứng ngồi không yên khi những con sóng liên tục gây xói lở phần đất gia đình. Thì không còn đất thì thấy cuộc sống nó eo hẹp, là đi làm mướn lắm, lúc nhiều khi cũng còn bấp bênh lắm, có khi là làm được có khi không nữa. Tỉnh Bến Tre hiện có 8 điểm sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 15 km, có khoảng 10.000 hộ dân đứng trước nguy cơ mất chỗ ở và không còn đất canh tác. Mới cách đây khoảng 3 tháng thôi thì phần đất này là diện tích đất canh tác rau màu của người dân, nhưng hiện nay sạt lở đã nhấn chìm. Và theo dự báo của cơ quan chức năng, nếu tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến mạnh như hiện nay thì chỉ chưa đầy một năm nữa cánh rừng này cũng sẽ không còn. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh Bến Tre, quỹ đất tái định cư cho người dân vùng sạt lở rất khó khăn. Hiện tại tỉnh đang cần hơn 1.000 tỷ đồng để thi công kè bảo vệ cuộc sống tại chỗ cho người dân. Không đầu tư kịp thời sẽ ảnh hưởng đến là khoảng 6.500 hộ dân sinh sống phía trong cái bờ biển, là bảo vệ thêm là khoảng 400 hecta, trong đó là khoảng 120 hecta là cái rừng phòng hộ. Sạt lở đang đẩy cư dân ven biển tỉnh Bến Tre lùi sâu vào đất liền, chỗ ở, đất canh tác mất đi nhanh chóng khiến cho đời sống người dân vô cùng khó khăn. Sớm triển khai các giải pháp ứng phó sạt lở, ổn định cuộc sống người dân là rất cấp bách. Trong cuộc sống, nếu có những khó khăn chính đáng, quý khán giả hãy gọi về số điện thoại 0901 282 282 của VTV Cần Thơ. Chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi đến bà con.